Trong một phát biểu trên mạng xã hội Twitter, ông Ghebreyesus cho biết các trường hợp không có mối liên kết dịch tễ rõ ràng, bao gồm những người chưa từng du lịch tới Trung Quốc, cũng như chưa từng tiếp xúc với một ca nhiễm virus nCoV gây COVID-19 được xác nhận. Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh, virus nCoV vẫn ở thể nhẹ đối với 80% số các bệnh nhân và ở tình trạng nghiêm trọng hoặc nguy kịch đối với 20% còn lại. Virus này gây tỷ lệ tử vong 2% trong số những trường hợp đã ghi nhận. Mối lo ngại lớn nhất hiện vẫn là khả năng dịch COVID-19 lây lan ở các quốc gia có hệ thống y tế yếu kém hơn, đồng thời cảnh báo rằng dịch bệnh có thể bùng phát nếu các nước không hành động nhanh chóng để phòng ngừa. Cùng ngày, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết nước này đang đạt bước tiến lớn trong công tác chữa trị, thể hiện qua số bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện tăng từng ngày. Tính đến cuối ngày 21 tháng 2, đã có tổng cộng 20.659 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện sau khi bình phục hoàn toàn.